Bảo điền Quốc sản xin mến chào cô chú chị mình ha, lại làm điền đây, nay điền à, quay review đất các chị, mà không phải đất à, ở Bà Rịa Vũng Tàu chị ha, à, nay quay một cái sản phẩm ở vùng Tây Nguyên các chị, à, trước mặt cô chú chị mình là cái giáo sứ à, Francisco Xavier thuộc của xã à, Cư Ebu Ma Thuộc các chị, Đắk Lắc các chị ha, à, nay có một sản phẩm ngợp anh chị mời cô chú chị xem review nhé đây chị ha trước mặt cô chú chị mình là cái đường này là có tên là đường liên thôn anh chị hả điện đang đi trên đường liên thôn anh chị nha hướng đường đi đây là điền đi được đắc nông luôn chị nha Đó. hiện tại điện đang có mặt ở đây là ở à, xã cư bu thôn thuộc thành phố Buôn Ma thuộc ha, tỉnh Đắk Lắk ha. Đó, cái chỗ này là trung trung tâm luôn anh chị ha, trường tiểu học rồi trường à, mầm non rồi chợ đò này kia là ở đây hết đó chị ha, tập trung ở đây luôn. Cái bất sản mà Điền à, chuẩn bị giới thiệu tới đây thì cách cái đường à, à, liên thôn này á vào khoảng là 100 m thôi chị. Nói chung là cái vị trí bất sản thì nằm à, khu bàn cờ anh chị ha. Đó, trục chính mình à, ngay ngay trục à, đường liên thôn này mình rẽ rẽ vào luôn là một trục luôn anh chị, trên trục đó luôn bất sản mình nằm trên trục đó luôn anh chị ha. Rồi hiện tại điện đang có mặt ở ngay vị trí bất sản của mình rồi anh chị ha. đây anh chị à, trước khi review chi tiết thì điền nói sơ diện tích anh chị. Bất sản mình đang có diện tích là tổng diện tích là 241 mét vuông ha. À, bám theo mặt tiền đường bê tông này á là ngang là 10, sâu vào trong là 24 m đó chị. À, đường bê tông mình thì hiện hữu là đang rộng là 5 m đó chị ha và tương lai ở bất sản mình sẽ có cái đường sẽ rộng hơn đó chị đường mình sẽ rộng được khoảng là 8 mét đó chị ha đó, bức bất sản mình có lộ giới đi vào khoảng là mét rưỡi gần mét rưỡi chị khoảng mét ba đó đó thì à, đức mình thì rất vuông vức anh chị ha nhà san sát ranh móc rõ ràng ở hai bên thì có đã có rào ranh của hai nhà cái bên rồi anh chị ha cái hướng đi qua trước mặt này thì đi vào khu dân cư nói chung là ô ba cơ anh chị à, đường nào cũng thông lại anh chị ha đó ở đây giáo sư anh chị ha, Francisco này nằm đằng sau luôn anh chị, đó. Còn à, hướng mà điện ra quay ra trước mặt đây, mình di chuyển khoảng trăm mét hơn thôi, mình đụng ngay đường à, Liên Thôn anh chị ha, ngay à, ngay chỗ trường học hồi nãy điền chạy đó. Thì à, rẽ phải thì mình sẽ đi ra trung tâm thành phố Buôn Mê Thuộc anh chị ha, Buôn Ma Thuộc. Còn rẽ trái đó mình đi à, được à, Đắk Nông anh chị ha, đó nói chung khí hậu ở đây thì rất là mát chị, à, cái giá bán của sản mình đang ngờ với chị nhé, đang cần bán là 1 tỷ 350 triệu, tất nhiên là cái giá này mình sẽ có thương lượng anh chị ha. bước đồng sản mình thì có hướng tây anh chị ha. Cuối video clip điện sẽ có để sổ cho cô chị mình xem ha. Về cái thế đất thì đất cao ráo ha, chất đất thì đất đỏ ba giang trồng cây rất là tốt luôn vậy ha, đức cao hơn đường, đất cao hơn đường luôn vậy nha một diện tích uh, có thể mình uh, an cư lạc nghiệp được này đầu tư sinh lời cũng được ha giá này đang ngợp anh chị đó. về cái khí hậu của vùng tây nguyên thì khỏi phải nói gì ha nói chung là cái khí hậu trên này uh, rất là mát luôn tại vì cái mạng cây xanh đồ này kia còn rất là nhiều anh chị Đấy anh chị có thể thấy ha bất sản mình thì nằm đằng sau cái giáo xứ gì đó ngay ngay chỗ uh, đó ngay cái cái nhà máy thái đó chị ha đó, nằm đằng sau luôn đó vị trí anh chị có thấy nè nói chung là trung tâm ha à, tiện ích tiện nghi thì đầy đủ đó. đường bàn cờ thông thương đó. nói chung là cách thành phố buôn ma thuộc thì khoảng 10 cây số cũng tương đối là gần anh chị ha đó. rồi có chi nào quan tâm bất sản này liên hệ với số điện thoại trên để trên màn hình nha số điện thoại là số chính chủ đó à, cô chú mình thiện chí thì liên hệ trực tiếp để trao đổi và thương lượng thêm chị ha điện cũng xin được dừng video clip ở đây hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau của đi xin chào